Tiêu chảy cấp là bệnh phổ biến thường gặp ở trẻ em, có thể gây tử vong do tình trạng mất nước và mất muối. Đây cũng là nguyên nhân gây suy dinh dưỡng ở trẻ em. Ủa nó bị gì? Bị tiêu chảy, lấy cải ngọt đâm lấy nước cho nó uống cầm tiêu chảy. Em còn nhỏ, con nít, có bị chuyện gì phải ẩm đi bác sĩ khám liền, sao nghe lời bậy bạ vậy? Bà chỉ là con nghĩ là ông chắc hay bà ta bà không có biết gì về thuốc mê, không biết bệnh tật vậy. Con thấy cái bệnh này cũng bình thường hả? Làm gì mình phải làm thấy ghê vậy? Có cái gì đâu, thì cho nó uống mấy cái dân gian ở nhà từ từ nó cũng hết. Thiệt hai đứa này nó cứng đầu ghê, nói mà không chịu nghe. Bây giờ đây nè, tôi sẽ mời bác sĩ nghe, người ta tư vấn thì hai đứa nghe. Vậy phòng tránh và điều trị bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em như thế nào? Phương pháp điều trị đầu tiên là phải bồi phủ được và định dạng. Thì chúng ta có thể sử dụng cái dung dịch Oresol và pha với nước chín để nguội theo hướng dẫn. Cái thứ hai là vấn đề về dinh dưỡng rất quan trọng. Thì mục tiêu của điều trị trong tiêu chảy là chúng ta phải tiếp tục cho trẻ dinh dưỡng đầy đủ ngay trong đợt tiêu chảy và sau đợt tiêu chảy để đề phòng suy dinh dưỡng và bệnh ruột mãn tính. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề phòng ngừa và điều trị bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em, phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.